Bật mí bốn con giáp phát tài lớn năm 2021, tiền chất thành núi ở trong nhà. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua, xuân đến thì vũ trụ càn khôn lại có sự chuyển mình. Vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều sự thay đổi. Việc nắm bắt thông tin về tử vi năm của 12 con giáp sẽ giúp cho mỗi người xung cát, kỵ hung, tin lành, tránh dữ, từ đó tạo điều kiện để xây dựng một cuộc sống ấm no, sung túc, ngày càng thịnh mãn trong năm tiếp theo. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ về vận trình năm 2021 của bốn con giáp, được cho là vận trình hanh thông, khởi sắc vô cùng rực rỡ. Đến năm Tân Sửu 2021 có Thái Tuế là chính tài tinh giúp bốn con giáp này trời ban phước lành, được quý nhân nâng đỡ, lại có thân tài hùng mạnh, sự nghiệp tài lộc thăng tiến, tiêu tiền mấy đời không hết. Vậy đó là bốn con giáp nào? Vậy để tìm hiểu tại sao bốn con giáp này lại có nhiều vận may đến thế trong năm Tân Sửu 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Tuổi Tý. Người tuổi Tý có thể trở thành con giáp phát tài năm 2021, bạn chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền xài. Người làm công ăn lương nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn sức cho một việc, bạn sẽ dàng đạt được thành công, có được cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng. Tử vi 2021 khuyên những người muốn phát tài bất ngờ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và lý trí khi đưa ra quyết định. Có như vậy thì sẽ giảm bớt được những thiệt hại không đáng có về tiền của. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, tránh tiêu tiền vào những việc không cần thiết. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc, từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí trong năm 2021. 2. Tuổi Tỵ. Xem tài lộc của 12 con giáp năm 2021 cho thấy, năm Tân Sửu có thể nói là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương, chấp nhận, chấp hành tốt, quy định, hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương, thăng chức, cải thiện cuộc sống. Còn người làm chủ, làm kinh doanh trong năm 2021 thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn, mang lại lợi nhuận cao. Người tuổi Tỵ chỉ cần xác định được mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, không cả tin, nghe theo lời rủ rê, xúi dục của người khác thì không lo tác động xấu của hạn tam tai năm 2021. Ngoài ra bản mệnh cần luôn nhắc nhở bản thân làm ăn chân chính, chớ nghĩ cách làm giàu nhanh mà có thể vướng vào vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật. Để đầu óc được minh mẫn, sáng suốt thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời,
chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường khách khí cho bản thân. 3. Tuổi Dậu. Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có. Cho năm 2021, do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vững hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn như trước, trái lại xuất hiện nhiều cơ hội mới. Quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình, chớ nên chần chừ, do dự, kẻo cơ hội rơi vào tay người khác. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời vòng sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân nâng đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời điểm cuối năm. Tuổi Hợi. Xét về tổng thể từ ghi tuổi Hợi 2021 thì tài lộc của bản mệnh có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh, nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Người làm công ăn lương đa phần vẫn giữ mức thu nhập ở công ty cũ. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình. May mắn hơn, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập tài chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả rực rỡ. Hãy mạnh mẽ, chấp nhận sự thay đổi, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao, việc kiếm tiền sẽ chỉ còn là vấn đề nằm trong tầm tay bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, trong thời điểm năm Tân Sửu 2021, những con giáp này không chỉ may mắn có được tài lộc, tiền bạc ào ào kéo đến mà còn có cả đường tình duyên, vượng vận vô cùng tốt. Người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia, còn các cặp đôi sẽ về với nhau, tình cảm vợ chồng trong thời điểm này cũng có nhiều niềm vui mới. Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình. 1. Tuổi Tý. Người tuổi Tý và con giáp đào hoa năm 2021, chuyện tình cảm có những dấu hiệu đáng mừng. Nhờ có các tinh chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao phát triển tốt đẹp, đã có thể gặp được nhiều may mắn, bất ngờ, không chỉ trong tình duyên mà còn cả ở trong sự nghiệp của mình. Với những người còn độc thân, bạn có thể được người quen làm mai mối, giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, thậm chí là nhanh chóng kết duyên với một ai đó. Một số người may mắn còn gặp được nửa kia phù hợp với mình trong các buổi tụ tập, giao lưu hoặc trong quá trình làm việc, công tác. Người đã lập gia đình cũng gặp phải nhiều niềm vui không kém trên phương diện tình cảm. Quan hệ giữa bạn và người ấy nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của bạn bè, người thân. Trong cuộc sống, dù có không ít khó khăn xảy đến, nhưng hai người đều cùng nhau vượt qua, cuối cùng đón nhận nhiều niềm vui. 2. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trên phương diện tình cảm trong năm Tân Sửu. Nếu còn độc thân, bản mệnh là con giáp, quyến rũ nên rất vượng đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân đối với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân mọi thành công đều đến từ sự cố gắng. Bạn không hề đòi hỏi tình cảm của đối phương nếu cứ mãi đóng cửa trái tim mình mà không chịu cho đi. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp. Mặc dù nhiều khi tâm trạng thất thường, lứa đôi khó tránh khỏi cãi vã, nhưng đó cũng chính là cơ hội để hai người hiểu và bao dung cho nhau. Còn các cặp vợ chồng đang dần thông cảm hơn cho nhau, mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống đều được đôi bên tìm cách khắc phục. 3. Tuổi Dậu. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nhìn chung, bầu không khí gia đình yên ổn, hài hòa, các thành viên trong gia đình ít chuyện hay cãi vã hay lo lắng, hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, thậm chí thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.
Người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh nhưng lại được cát tinh thúc đẩy nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý. Bạn sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất, hoặc không thì cũng có những cơ hội để phát triển sự nghiệp nhanh chóng hơn. Các cặp đôi đang mong mỏi chờ đợi có tin vui về con cái sẽ được toàn nguyện trong năm Tân Sửu. Hỷ tín rất rõ ràng, người phụ nữ mang thai có thể phải động chạm sao kéo. Tuổi Mão. Xem tình duyên 12 con giáp năm 2021, những người tuổi Mão còn độc thân có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nếu muốn có nhân duyên tốt lành thì bản mệnh cũng cần phải chủ động, không thể cứ bị động chờ người khác đến với mình. Vì thế hãy nhiệt tình hơn trong các việc tham gia các buổi gặp mặt, hẹn hò. Nếu nhận được tín hiệu của người khác và bản thân bạn cũng có nhu cầu tiến tới thì bạn nên bật đèn xanh cho đối phương. Với những ai đã có đôi, có cặp, năm mới tình yêu thăng hoa có thể tính đến chuyện kết hôn vào nửa cuối năm. Nửa đầu năm là thời điểm mặn nồng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách, nhưng chỉ cần vượt qua được thứ tình cảm sẽ lâu bền. Tình cảm vợ chồng cũng khá hài hòa, gia đình nhìn chung yên ấm, vợ chồng trẻ có thể đón tin vui về chuyện con cái. Hy vọng những nội dung trong video ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!